Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ qua, gió trên hầu khắp khu vực Biển Đông và các vùng biển ven bờ bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa hoạt động với cường độ không mạnh nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết ít có nhiều biến động đặc biệt. Mưa giải rác chủ yếu xảy ra ở tại vịnh Bắc Bộ và phần phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong hai ngày tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa rông có xu hướng tăng hơn tại các vùng biển phía Bắc bao gồm tại vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc từ Quảng trị cho đến quảng ngãi và khu vực bắc biển đông bao gồm phía bắc của quần đảo hoàng sa cần đề phòng tầm nhìn giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông các vùng biển thuận lợi hơn trong 3 ngày tới được nhận định là vùng ven bờ từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông do mưa hầu như không xảy ra nhiều. Gió Tây Nam thổi dưới cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Riêng khu vực Nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam thổi cường độ phổ biến là cấp 4, nhưng vẫn cần lưu ý với mưa rào và rông rải rác trong khoảng chiều tối ở phần phía Nam của khu vực, đặc biệt phần dưới khoảng 7 độ vị Bắc. Nhìn chung, những nhiễu động nhiệt đới chưa có khả năng hoạt động mạnh trong thời đoạn 3 ngày tới. Các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản xa bờ trên khu vực giữa biển Đông có thể tiến hành thuận lợi mà không gặp các hiện tượng thời tiết bất lợi từ nay kéo dài đến những ngày cuối tuần. Tiếp theo mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới vùng biển bắc vịnh bắc bộ mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên vùng biển này khiến cho tầm nhìn giảm kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm nên sẽ gây khó khăn cho hoạt động hàng hải các chuyến tàu ra thăm đảo trong vịnh cũng nên hạn chế lưu thông trong thời đoạn này vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ. Thời tiết dự báo cũng biến đổi trong hai ngày tới với khả năng tăng mưa rông hơn nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm kèm theo hiện tượng gió giật trong mưa rông. Gió trên vùng biển này thường thịnh hành hướng Nam đến Tây Nam với cường độ mạnh nhất cũng chỉ khoảng cấp 4 trong có 3 ngày tới nên tình trạng biển bình thường. Vùng biển Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Tại đây chủ yếu hoạt động với cường độ không mạnh nên sóng biển cao dưới 2 mét, tình trạng biển bình thường. Mưa rông cũng có xu hướng tăng hơn dưới diện giải rác vào lúc chiều tối tại phần phía Bắc trong thời đoạn 2 ngày tới, nên tàu thuyền lưu ý hạn chế di chuyển lên phía Bắc của khu vực. Vùng biển Bình Định cho đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, gió ở khu vực này vẫn thịnh hành theo hướng tây nam với cường độ trung bình đến yếu khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 2m, biển không động, thời tiết có mưa ở vài nơi, tầm nhìn trên 10 km nên nhìn chung sẽ ít gây trở ngại đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Vùng biển Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo. Gió Tây Nam cũng chỉ giữ ở cường độ cấp 4 trong thời kỳ 3 ngày tới, nên tình trạng biển bình thường, sóng giao động ở khoảng từ 0,75 đến 1,75 mét. Thời tiết dự báo sẽ không có nhiều biến động đặc biệt. Mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua ở vài nơi vào lúc chiều tối, nên nhìn chung sẽ không gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải và bà con cũng có thể tiến hành các hoạt động đánh bắt hải sản gần và xa bờ trong những ngày tới vùng biển cà mau cho đến kiên giang bao gồm đảo phú quốc và thổ chu gió thổi yếu nên tình trạng biển bình thường sóng thấp thời tiết sẽ ít biến đổi với mưa rông xuất hiện ở vài nơi nên ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải và những chuyến tàu ra đảo phú quốc và thổ chu Vùng biển Vịnh Thái Lan, gió vẫn thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ chỉ ở khoảng cấp 3, nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 1,5 mét. Thời tiết sẽ không có nhiều biến động đặc biệt khi mưa rông xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa tốt và ủng hộ cho tàu thuyền lưu thông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa dự báo trong đêm nay, ngày mai và kéo dài đến cả ngày 7 tháng 9. Thời tiết ở đây sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rông tăng hơn trên khu vực, cần hết sức đề phòng với tố lốc xoáy và hiện tượng gió giật mạnh trong cơn rông. Sau đó sang đến ngày 8 tháng 9, mưa giảm hơn, chỉ xuất hiện ở một vài nơi và thuận lợi trở lại cho hoạt động hàng hải. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió thịnh hành hướng Nam đến Tây Nam cường độ khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 2 mét. Trong 3 ngày tới, thời tiết có mây thay đổi, mưa xảy ra ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, nên đây sẽ là vùng biển an toàn hơn cho các hoạt động hàng hải. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực ở phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Gió Tây Nam sẽ hoạt động với cường độ trung bình đến yếu, mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp 4, nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết có mây thay đổi trong ngày, mưa rông xuất hiện rải rác tại phần phía Nam của khu vực, nên tàu thuyền nên hạn chế lưu thông vào vùng biển có thời tiết xấu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!